Dạ vâng, em Hoàng xin mến chào tất cả các bác và anh em. Trong video clip này, em cập bến được một dòng dây loa 2N để cho tất cả bác sử dụng nâng cấp cho hệ thống audio của mình nhé. Các bác muốn thay đổi, muốn trải nghiệm sự mới mẻ, sự thay đổi chất âm cực kỳ là nhiều thì có thể tham khảo dòng dây loa 2N này. Đây là một dòng dây loa của hãng Audio Plus sử dụng công nghệ 7N Multisite Singer Crystal Copper Speaker Copper và nó sẽ có số seri ở đây. Dây thiết kế chống nhiễu một chiều. Dây này thì hai sợi nó dính liền với nhau, rất là gọn gàng nhá. Đó, các bác nhìn này. Có màu xám rất là đẹp. Và các bác có thể xem được chi tiết loại dặn ở bên trong. Quá là phê, quá là đẳng cấp cho một dòng dây loa. Thiết kế rất là cầu kỳ nhá. Nó sẽ gồm 8 búi đồng ở bên trong này. Được bọc mỗi búi là được bọc mỗi lớp cao su riêng biệt. Và sẽ có 4 loại là loại đồng trục như thế này. Nó sẽ làm cho dải bát của chúng ta được căng, chắc và sáng tiếng hơn rất là nhiều. Đó, những loại đồng trục như thế này. Hãng thiết kế rất là VIP nhá. Và nó sẽ có 4 búi đồng là đồng tơ sợi cho tiếng bát của chúng ta được gọn gàng hơn, được sâu hơn, được mềm mại hơn nhá. Phân chia âm dương cực kỳ là rõ ràng, một bên đen một bên đỏ này. Đó, hai bên thì chất lượng loại nó giống nhau. Các bác nhìn này, em quay rõ chi tiết, mời tất cả anh em và các bác cùng theo dõi nhé. Quá là đẹp, quá là xịn sò. Và tất nhiên rồi, đây là một dòng dây loa 2N nên nó sẽ cho chất lượng âm thanh đều ba dải nhé. Nhất là dàn âm thanh của bác nào tiếng bass chưa tốt thì chúng ta lựa chọn dòng dây này. Bass cực kỳ hay và rất là chuẩn nha. Thương hiệu là Audio Plus. Và dòng dây loa này bên em để cho tất cả bác với một mức giá cực kỳ là hợp lý để chúng ta sử dụng nâng cấp, trải nghiệm sự thay đổi chất âm nha. Giá bên em để cho tất cả bác chỉ có 480.000 đồng một mét nha. Dây 2N thì các bác cũng biết rồi, giá không bao giờ mà nó rẻ hết. Bên em sẽ cố gắng là cân đối nhập giá nó tốt nhất để phân phối cho tất cả các bác mình chơi, mình trải nghiệm, mình nghe nhạc nha. Rồi thì bác nào có nhu cầu về dòng dây loa này hoặc có nhu cầu muốn lên đầu jack thì liên hệ cho em nha. Em thi công và em gửi tới tất cả các bác nha. Rồi thì em Hoàng xin mến chào tất cả các bác và anh em. Hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào.